Hồng Nhung xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm sự. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2013, chuyện tưởng như đùa khi ở Hà Nội có một chợ mại dâm đặc biệt. Nhiều trong số cô gái bán dâm ấy bị dị tật bẩm sinh. Ngoài việc không thể nói hoặc không thể nghe thì các ca ve ấy có thể làm tất cả mọi việc mà khách làng chơi yêu cầu. Mục sở thị điều tra hoạt động mại dâm đặc biệt này cũng kéo theo nhiều tình tiết ly kỳ. Và thông tin chi tiết như thế nào thì kính mời quý vị khán giả hãy cùng Hồng Nhung theo dõi phóng sự ngay dưới đây. Một tay chơi ở thủ đô bật mí, tại Hà Nội có nhiều thiên đường để gái mại dâm dạt về, như đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, đường 32, Nguyễn Văn Cử. Tuy nhiên khi nhắc đến chợ mại dâm khuyết tật thì không phải ai cũng biết. Chợ này mới hình thành được một thời gian và chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 600m. Theo chân một người bạn tên Lâm, một gã am hiểu về những món ăn chơi của giang hồ, tôi lên trung tâm Hà Nội trong một buổi tối cuối tuần khi trời vẫn mưa xả xích. Tôi nói nhỏ với người bạn, muốn mục sở thị chợ mại dâm mà rủ nhau đi vào trời mưa, liệu có gặp ai không? Bạn tôi cười giả lả, cậu yên tâm đi, mại dâm là nghề, hết mồ hôi là hết tiền, nên mưa thế này cũng không ăn thua gì. Các cô gái ấy vẫn phải làm việc để có tiền. Ngoài chợ mại dâm tại những địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, thì chợ mại dâm khuyết tật này là đặc sản của nhiều dân chơi. Cậu cứ lên rồi sẽ biết. Theo người bạn này, thời gian gần đây khu vực đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi lên với chợ mại dâm khuyết tật. Đó là những cô gái bán hoa bị câm điếc bẩm sinh. Họ chỉ khuyết tật một vài giác quan, nhưng tâm sinh lý đều phát triển đầy đủ, nên vẫn có thể chiều khách vô tư. Lâm, người bạn đi cùng tôi cho hay, giống như các ca ve lành lặn khác, những cô gái khuyết tật ấy cũng hành nghề bằng cách hàng đêm đứng tại những gốc cây xung quanh đường Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải và gần khu vực Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội để bắt khách. Tôi cảm thấy lạ vì trước đến nay, cứ nhắc đến nghề gái bán hoa là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cô gái khéo nói, gạ gẫm khách. Còn cô gái bị câm điếc bẩm sinh sẽ trai khách bằng cách nào? Tôi cùng với Lâm cho xe lòng vòng thâm nhập thực tế. Trời mưa nhưng các con phố trung tâm vẫn rất đông người. Nước mưa cộng với ánh đèn đường loang loáng làm cho nhiều người thấy cám cảnh khi đi qua những lùm cây san sát nhau trên phố Trần Khánh Dư. Không khó để chúng tôi nhận ra những bóng người núp sau những gốc cây ven đường ấy. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường này chỉ tầm 500m nhưng có đến 7-8 cô gái đứng tìm khách. Vì hôm nay trời mưa nên hành trang mà các cô mang theo có thêm chiếc ô. Lâm thì thầm với tôi, hai cô gái đứng kia đều bị khuyết tật, họ đang nói chuyện với nhau bằng cử chỉ riêng và tìm khách bằng mắt. Nhiều dân chơi cho biết họ chán những cô ca ve nhiều lời, muốn lạ miệng bằng những cô gái đặc biệt này. Ngoài việc không nghe hoặc nói được, mọi chuyện khác họ rất ok, vì đó là bản năng. Giả vờ đang đợi bạn tôi tiến sát hai cô gái đang cầm ô trên hè phố đường Trần Khánh Dư. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp, tôi vẫn nhận ra hai cô gái này còn khá trẻ, khoảng 18 đến 20 tuổi. Khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son nhưng được trang điểm theo kiểu rất quê. Tuy nhiên khuôn mặt họ khá từng trải lì lợm. Để nói chuyện với nhau hai cô gái phải dùng tay liên tục ra hiệu. Chị Liêm bán nước trên đường Trần Khánh Dư chép miệng. Cà ve câm đây mà, tối nào cũng ra đứng đường như vậy. Hay hôm nay trời mưa nhưng vẫn cầm ô đi bán dâm. Khổ lắm. Nghe kể là trước kia các cô ấy làm công nhân may ở dưới Vĩnh Tuy ấy, nhưng công ty phá sản nên dạt về đây làm ca ve. Họ chỉ không nói được thôi, nhưng mà mọi thứ đều nhanh nhẹn lắm, biết chạy cả công an đi tuần đêm đấy. Theo chị Liêm, ở khu vực Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư này có đến gần chục cô gái bị khuyết tật làm nghề phục vụ cho những người đàn ông thèm của lạ. Nhiều lúc không có khách, các cô ấy cũng ngồi tụ tập quanh quán của chị Liêm để uống nước. Nhưng họ không ồn ào như các khách khác vì họ chỉ có thể dùng các cử chỉ để giao tiếp. Khách tìm đến những cô này hầu hết là những người đàn ông ít tiền như xe ôm, thợ xây hay là những người cửu vạn ngoại tình xa vợ. Tuy nhiên nhiều hôm cũng có dân chơi tìm đến những cô gái đáng thương ấy để đổi khẩu vị. Vì họ không thể nói được nên mọi chuyện của khách được giữ im lặng. Khách làng chơi sau khi hành sự có thể yên tâm tuyệt đối vì những cô gái này không nói với ai. Có lẽ chính ưu điểm này mà nhiều cô gái đã có khách quen. Ngồi trong quán nước trên đường Trần Khánh Dư, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những cô gái ấy mời khách dưới những chiếc ô.
Vì trời vẫn còn mưa nên không có nhiều xe máy dừng lại. Tuy nhiên hễ thấy những đàn ông nào đi xe chậm chậm là những cô gái ấy cười thật tươi, vẫy tay lại gần. Nhiều thanh niên biết ở đây có chợ Tình Câm, họ cố tình chạy xe chậm lại. Sau khi nhận được ánh mắt háo hức của các cô gái khuyết tật, thì họ lại dồ ga phóng đi rồi buông tiếng cười khó hiểu. 22:30, hai cô gái khuyết tật đứng trước mặt tôi vẫn kiên trì đợi khách. Một chiếc xe máy chở hai người đàn ông dừng lại. Có vẻ như nhận ra khách quen nên một cô gái ra hiệu bằng nét mặt. Cô kia nói chuyện với người đàn ông cầm lái bằng khua tay. Có vẻ như sau đó là cuộc ngã giá, vì chúng tôi thấy một cô gái mang điện thoại di động ra viết gì đó ở màn hình rồi gật lắc liên tục. Lâm cho biết vì không nói được nên những cô ca ve câm này có cách giao tiếp rất riêng, đó là dùng màn hình điện thoại nói chuyện với khách hoặc là bằng tay. Giá đi khách của những cô gái khuyết tật này rẻ hơn nhiều ở khu vực khác, chỉ từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng một lần. Khi thấy chúng tôi định đưa điện thoại lên chụp ảnh cảnh làm giá của những cô gái câm, hai người đàn ông hất hàm về phía tôi dọa: "Đây là khu vực của bạn tao, chụp ảnh là không có đường về đâu." Sau đó họ kẹp hai cô gái mại dâm câm ở giữa, phóng về đường Trần Hưng Đạo. Được biết những cô gái câm điếc hành nghề mại dâm ở khu vực này đều là những người ở tỉnh xa dạt về Hà Nội. Nhiều người ban đầu cũng có những công việc lương thiện, tuy nhiên sau khi bị rủ rê lôi kéo, những cô gái câm điếc ấy lại bằng lòng với việc làm gái làng chơi nhàn nhã, lại dễ kiếm tiền. Họ vẫn sống được với nghề vì nhiều người đàn ông muốn thử cảm giác mới với những cô gái câm. Anh Trần Văn Quang, xe ôm trên phố Trần Khánh Dư, Hà Nội cho biết, chỉ cách trung tâm Hà Nội mấy trăm mét nhưng chợ mại dâm khuyết tật này lại tồn tại được gần 2 năm. Thỉnh thoảng tôi có thấy lực lượng công an khu vực đi tuần, nhưng đâu lại vào đấy. Khi thấy bóng công an, những cô gái khuyết tật lùi nhanh, hơn nữa không thể bắt tận tay dây tận tóc nên khó quét lắm. Chỉ những ngày trời mưa xối xả, không thể ra ngoài đường mới thấy các cô ấy nghỉ. Năm 2022, theo kế hoạch phòng chống mại dâm của thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố đặt mục tiêu thường xuyên tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật, thông tin kiến thức của người dân về phòng chống mại dâm. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền cho người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Mục tiêu tuyên truyền cho 1.700 người lao động trong các khu công nghiệp. Mục tiêu 16.500 người học sinh sinh viên tại các trường trung học phổ thông. Mục tiêu 25.000 học sinh cơ sở giáo dục đại học cao đẳng. Mục tiêu 37.000 sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu 18.000 học sinh sinh viên tại địa phương. Kế hoạch cũng yêu cầu triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại các điểm đã triệt xóa, đồng thời tổ chức kiểm tra 60% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Kèm theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, kéo giảm tình trạng bạo lực về giới trong phòng chống mại dâm. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho 20% người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp thành phố và 10% ở cấp huyện, cấp xã. Về kết quả đã đạt được, đến nay thành phố đã triệt xóa 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh mới. Trong số đó có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 3 điểm còn lại là địa điểm công cộng. Theo đó, huyện Thanh Trì có 3 điểm là ngã ba Ngọc Hồi, Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, Liên Ninh, đường Kim Giang đoạn từ cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, đường 70 cầu Bưu, xã Tân Triều, tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp. Các dịch vụ tại các điểm trên chủ yếu là gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage, được xác định ở mức độ là có hoạt động mại dâm, hoạt động phức tạp. Có một điểm ở quận Cầu Giấy là tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, được xác định có hoạt động, phần lớn liên quan hoạt động karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn. Trong số 3 điểm công cộng có 2 điểm ở quận Hai Bà Trưng, gồm phố Yersin, vườn hoa Pasteur, phường Phạm Đình Hổ, được xác định là ít hoạt động. Phố Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, được xác định là hoạt động phức tạp. Có một điểm tại quận Hoàng Mai là đường Giải Phóng, khu vực ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, được xác định có hoạt động.
Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.